Hello, xin chào tất cả mọi người. Và livestream hôm nay thì có một chị khách hàng vừa thực hiện là combo xóa sửa lông mày tại DK xong. Thì chúng ta trước tiên sẽ cùng giao lưu với chị khách hàng một chút để lắng nghe câu chuyện của chị và lý do tại sao chị lại lựa chọn DK nhé. Dạ, em là chị Linh ạ. Chị Linh có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như là gửi một lời chào đến các bạn đang xem livestream này được không ạ? Chào tất cả các bạn, mình tên là Linh, mình đến từ Hà Nội. Chị quay hiểu biết về tìm hiểu DK ấy, mấy năm rồi mình quyết định đến với DK để làm lại lông mày. Vâng. Mình đang rất hài lòng với dịch vụ của các bạn. Vâng. Thế là chị Linh cũng tìm hiểu với DK một thời gian khá dài rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng. Thì chị Linh ơi, mình có thể chia sẻ một chút giúp em về tình trạng lông mày ban đầu của mình trước khi đến với DK được không ạ? Tình trạng lông mày ban đầu của mình ấy là mình đã phun xăm ở chỗ khác và nó đã sổ chỗ xanh chỗ đỏ rồi. Và mình đến DK mình hút 3 lần, hôm nay các bạn quyết định làm mới cho mình. À vâng ạ, thì em xin phép là với những chia sẻ của chị Linh thì em sẽ cho các bạn khán giả đang theo dõi livestream này xem cái tình trạng lông mày ban đầu của mình qua hình ảnh một chút chị nhé. Và đây là hình ảnh lông mày của ban đầu của chị Linh khi đến với DK ạ. Thì chúng ta có thể thấy là phần lông mày của chị Linh thì cũ là có phần bị trổ xanh ở phần đuôi. Và đặc biệt là cái dáng mày cũ thì rất là thô cứng, không được tự nhiên. Và đây là kết quả sau 2 lần hút laser của chị Linh. Thì chúng ta có thể thấy là phần mực mờ đi rõ rệt và phần lông mày thì không hề có dấu hiệu tổn thương. Và đây chính là kết quả sau 3 lần hút của chị Linh tại DK và hôm nay đã thực hiện thay chóp lông mày mới. Và ống kính có thể zoom cận một chút cho em nhé. Chúng ta có thể thấy mặc dù vừa thực hiện thay chóp lông mày xong nhưng không hề có dấu hiệu của việc tổn thương, sưng nề. Và phần lông mày thì đã được cái phần mực cũ được xử lý hoàn toàn. Và để che đi cái khuyết điểm của lần cũ thì Master One Minh Vương đã sử dụng là kết hợp công nghệ hair shop cũng như là setting để che đi cái phần nền cũ, sẽ tạo ra cái hiệu ứng 3D siêu thực cho sợi mày. Đây ạ. Và phần đuôi của chị Linh thì hơi hụt một chút, vậy nên là Master One Minh Vương cũng sẽ kéo cho chị cái phần đuôi ra dài một chút để phù hợp thanh mảnh hơn với khuôn mặt của chị. Đó. Chị Linh ơi, thì mình có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mà mình hút laser tại DK đúng không ạ? Tại vì như em được biết là chị phải hút lông mày 3 lần đúng không ạ? Thì mình mới có thể làm mới như lần này. Thì chị có thể chia sẻ một chút về cái quá trình đấy được không ạ? Lần mình hút thì nhẹ nhàng lắm. Các bạn ủ tê cho mình 30 phút trước khi mình thực hiện. Dạ, thì vâng, không có cảm giác đau gì, chỉ hơi châm chích một xíu thôi. Dạ vâng. Mà tại vì nhiều người rất là hay lo lắng là đi hút laser ấy ạ thì sẽ bị tổn thương lông mày. Thì trong 3 lần mình hút thì có lần nào mình bị tổn thương hay là cháy xém trụ lông gì không chị nhỉ? Không, hoàn toàn là không tổn thương gì cả. Hút xong rồi về mọi thứ nó bình thường. Vâng ạ. Mà trong cái quá trình hút là laser tại DK thì mình không hề phải kiêng thêm điều gì đúng không chị? Đúng rồi, mình phải ăn uống bình thường. Vâng. Thì chị có thể chia sẻ kỹ hơn là mỗi lần hút của mình cách nhau bao nhiêu lần lâu không ạ? Mình cách nhau 5 ngày nhé. Vâng, cách nhau 5 ngày đúng không ạ? Đấy, thì chị có thể thấy là cái công nghệ laser bên em thì rất là hiện đại và chỉ 5 đến 7 ngày là mình đã có thể hút lần tiếp theo và rút ngắn cái khoảng thời gian hút đến tận 4 lần so với những công nghệ cũ ạ. Và đặc biệt là không hề phải kiêng thêm và cũng không hề gây tổn thương gì cả. Chị Linh ơi, với cái 3 lần hút và hôm nay sau khi mình đã được thực hiện hair chop và cặp mày hiện tại thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Chị rất là hài lòng. Vâng. Cảm ơn ekip và chuyên gia. Vâng ạ. Thì cặp mày hiện tại của mình đã đúng như những gì mình mong muốn chứ ạ, là một cặp mày tự nhiên đấy. Đấy thì trên thang thang điểm 10 thì chị đánh giá cho cặp mày của bên em là bao nhiêu điểm chị nhỉ? 10 điểm nhé. 10 điểm luôn ạ. Tuyệt đối luôn đúng không chị? Vâng. Tại vì mình cũng biết là sau khi bong ra nó còn tự nhiên nữa. Vâng ạ. Có nghĩa là chị đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi chọn DK rồi đúng không ạ? Vâng. Thì em cảm ơn những chia sẻ của chị Linh và em tin là với sự hài lòng của chị thì chị sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho DK đúng không chị? Vâng ạ, thì chị có thể gửi một cái câu nói nào để cho chị em đang theo dõi livestream này có động lực đi làm đẹp hơn được không ạ? Các bạn đừng chờ đợi mà hãy đi làm đẹp ngay nhé. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Linh nhé. Và các bạn nghe thấy rồi đúng không ạ? Làm đẹp là không nên chờ đợi đâu ạ. Hãy inbox cho fanpage của DK để được tư vấn tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.